mức giá của laptop gaming bây giờ giảm sâu quá anh em ạ. Xin anh em đã quay trở lại với laptop AZ, mình là review. Có lẽ bây giờ để mua một chiếc laptop gaming trong một mức giá thực sự là dễ dàng rồi. 15 triệu bây giờ cũng có, 20 triệu, 25 triệu bây giờ chúng ta có những chiếc máy ngon hơn nhiều. Và thậm chí cả phân khúc 30, 40 triệu chúng ta cũng thấy được sự giảm giá rất là rõ ràng. Video ngày hôm nay sẽ nói về cái việc chủ yếu là chúng ta hãy cùng ngồi đây nhìn tổng quan về thị trường hiện tại. Bây giờ những mẫu laptop gaming là đang ngon. Và thứ hai nữa là những mẫu laptop gaming đó có đáng mua hay không, có phù hợp với cả nhu cầu và túi tiền các bạn hay không. Thì chúng ta sẽ bắt đầu video này ngay sau intro. Và đừng quên rằng là nếu anh em nào đang muốn tham khảo laptop gaming giá tốt, ví dụ như là chiếc iPad Gaming 3 phiên bản R5 1650 màn 120Hz, tham khảo dưới phần mô tả. Sản phẩm này bây giờ chỉ có mức giá khoảng 15 triệu thôi, tham khảo ngay nhá. Và ok, chúng ta sẽ bắt đầu video này ngay sau intro. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn về cái mức giá của những sản phẩm laptop gaming. Hiện tại nó tốt không? Câu trả lời là nó rất tốt. Không để gọi là so sánh với 2 năm dịch, kể cả so sánh với cái năm trước dịch đi chăng nữa, thì bây giờ để bạn sắm một chiếc CPU H series rồi 1650 nó không hề dễ một chút nào. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là đi chốn năm chúng ta 16 triệu, 17 triệu cũng có, 18 triệu, 19 triệu cũng đã có rồi. Thậm chí kể cả là 3050 Ti cũng có luôn. Nói chung là có quá nhiều những option. Đầu tiên là mình muốn các bạn nhìn qua về thị trường hiện tại, ví dụ như là một vài mẫu máy laptop gaming tiêu biểu. Bây giờ mình sẽ ngồi mình kể tên để anh em tham khảo một vài mẫu nhé. Đầu tiên là MSI Bravo 15. Trước đây với mức giá khoảng 19-20 triệu, bạn sẽ tham khảo được AMD Ryzen 5 RX 5500M 1440Hz. Thì bây giờ cùng một số tiền các bạn bỏ ra như vậy, bạn đã mua được phiên bản R7 RX 5500M và 144Hz. Thì đây là một trong những cái mức giá mà rất nhiều anh em quan tâm. Thậm chí là cái phiên bản cơ bản nhất của cái MSI Bravo 15 nó chỉ bắt đầu từ mức giá 14.990.000, 15 triệu. Đấy là một trong những cái điển hình cụ thể nhất của việc là mức giá nó giảm sâu. Thêm vào đó thì mình sẽ nhìn qua một chút với kiểu gaming bar mình đang có đây. Cái sản phẩm này hồi mà đang trong dịch thì mức giá bán trung bình của nó là khoảng 19-20 triệu. Tất cả anh em đều kêu sản phẩm này giá đắt. Và cho đến bây giờ cái sản phẩm này nó chỉ còn 15 triệu. Và 15 triệu thì mình nghĩ là đây là một trong những sản phẩm mà đáng để cân nhắc rồi. Tại vì là cấu hình thì cũng ổn, build ngon, thực sự build ngon, bàn phím ngon, màn hình ok. Chỉ có cái điểm hơi yếu một tí là cái tản nhiệt nó chưa được ngon lắm. Nhưng tổng quan lại để dùng được trong mức giá 15-16 triệu thì cũng rất là ok rồi. Hoặc là ví dụ điển hình chúng ta nhích lên một cái phân khúc nó cao hơn một chút, ví dụ như là tầm 20-25 triệu chẳng hạn. 20-25 triệu là mùng đất màu mỡ cho những cái laptop sử dụng RTX 3050, 3050 Ti. Nếu bạn muốn 3050 mà nhiều tính năng, nhiều cái hiệu năng tốt, gaming ngon, rồi tất cả những tính năng bạn cần nó hoàn hảo nhất, thì Lenovo Legion 5 phiên bản R7 3050 Ti hiện tại nó chỉ ở mức giá khoảng 25 triệu. Trong khi ngày xưa, chả phải ngày xưa đâu, mấy hôm gần đây mình làm review con đấy, sản phẩm đấy mức giá khoảng 28-29 triệu đồng. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua một vài những mẫu máy nữa. Ví dụ như kiểu là 25 triệu bây giờ bạn cũng đã mua được một con Acer Nitro 5 Tiger rồi. À đâu, xin lỗi bạn, là Eagle. Và phiên bản Eagle đó thì bạn sẽ có hẳn 3050 Ti, mà bạn chỉ cần bỏ ra 21.890.000 là bạn có thể mua được bản 16GB. Có thể nói là phân khúc 20-25 triệu cũng là một trong phân khúc mà hiện tại bây giờ cũng có quá nhiều lựa chọn. Đấy, về mặt hiệu năng hoặc là về mặt tính năng thì những sản phẩm bây giờ có mức giá nó xuống một cách khủng khiếp. Tiếp đến là chúng ta sẽ nhìn qua như một sản phẩm cái phân khúc cao một chút nữa là 30-35-40 triệu. Thì Lenovo Legion 5 Pro tại laptop AZ hiện tại đang chỉ mức giá khoảng 35 triệu đồng. Và nói chung là mức giá này còn có thể là có thể giảm nữa. Cái này là mình cũng chưa nắm chắc được 100%, nhưng nó còn có đà giảm nữa. Tại vì là hiện trường hiện tại nó dao động khoảng 32-35 triệu đồng. Và tại laptop AZ thì nó bảo hành 12 tháng luôn. Thế nên là mức giá 35 triệu đồng mình thấy là nó hợp lý rồi. Trong mức 35 triệu đồng mà anh em đòi 2K 165Hz Max Switch 16/10 Lenovo Legion 5 Pro sẽ có hết, không phải như những máy mà anh em hay tham khảo. Tiếp thì chúng ta sẽ nhìn qua một cái mẫu máy nữa mà mình nghĩ là trên cái phân khúc cao một chút là kiểu HP Omen. HP Omen giảm giá cũng khá là sâu, nhưng nhiều anh em không quan tâm về mẫu máy này lắm. Mình thấy đây là một mẫu máy ngon, bổ rẻ và thiết kế đẹp. Thì đây cũng là một cái kiểu sản phẩm để anh em tham khảo. Tổng quan lại qua, tổng kết về laptop gaming 2021 trong từng mức giá 15, 20, 20, 25, 25, 30, nói chung là hiện tại mức giá đang rất là tốt. Và nếu các bạn nào đặt nặng về vấn đề hiệu năng gaming thì chắc chắn đây là những sự lựa chọn cho các bạn. Đơn giản thôi, tại vì là nếu anh em nào mà đang muốn mua chiếc laptop chỉ về chơi game thì GPU là cái điều quan trọng nhất. Chính vì nó quan trọng nhất, vì vậy nên là năm nay lẫn là năm trước thì GPU không có sự thay đổi. Thì đây là một điểm rất là quan trọng. Tiếp đến là chúng ta sẽ nói về một cái sản phẩm
mà có lẽ là 2022 bây giờ chúng ta cũng đã biết rồi. Đó, những chiếc laptop gaming năm 2022 thì liệu có ngon, có xứng đáng, có đáng để tâm hay không? Thì tổng kết qua để mình nhìn nhận chung về cái mức giá lẫn là cái hiệu năng của những chiếc laptop gaming 2022, thì nhìn qua về những sản phẩm năm 2022 thì ví dụ đây mình sẽ ngồi ví dụ cho anh em nhé. Con ROG Strix của năm 13 phiên bản đời mới Ryzen 7 6800H rồi RTX 3050 thì mức giá nó dao động từ 30 triệu nó giảm xuống 27 triệu rồi. Nhưng mà cái phân khúc giá tầm 27 triệu thì cũng có vài mẫu máy cũng ok. Thậm chí là trong tầm giá này thì bạn đã mua được khoảng con Ryzen 5 3050 Ti rồi. Thì chứng tỏ là năm 2022 chắc là năm mà các bạn mua về sẽ tập trung vào phần CPU nhiều hơn. Rồi CPU Ryzen thì chúng ta có gì? Chúng ta có iGPU mạnh hơn rất nhiều, hỗ trợ anh em làm việc về vấn đề về đồ họa rồi dựng hình bla 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 vân vân thì nó là rất ok. Hay là anh em làm về render như kiểu là render bằng Blender rồi những cái phần mềm render, những cái trình render khác nhau thì Intel Gen 12 nhiều nhân nhiều luồng, nhiều nhân thực nhiều luồng thì nói chung là một trong những cái mà để phục vụ anh em rất là tốt. Tiếp đến là chúng ta sẽ nhìn qua một chút về những cái tính năng. Thì những năm 2021, 2022 thì mình thấy là những cái tính năng đi kèm của nó có sự khác nhau tương đối rõ rệt ở vài như kiểu là Asus thì họ tập trung vào việc là có Max Switch và RAM DDR5. Còn về chất lượng màn hình hay là về các đồ họa thì mình thấy là từ bản 3050, 3050 Ti đổ về thì gần như không có sự thay đổi. Thì tại sao mình đã nói như thế? Thì đơn giản là năm trước thì những phiên bản 3050, 3050 Ti thì nó đẩy từ 75W rồi 95W thì nó cũng đã đạt đến cái mức gần trần rồi. Nó sẽ không đẩy lên thêm được nữa. Vì vậy nên là các đồ họa của những năm 2022 này nó không có sự cải thiện cao. Vì vậy nên anh em mua về để chơi game thì bản 2021 hiện tại mức giá trên hiệu năng thì nó ngon hơn. Có những tính năng đi kèm thì 2022 tất nhiên nó vẫn nhiều hơn chứ, đúng không? Nhưng mà chúng ta chốt lại vấn đề là nếu anh em mua một chiếc laptop gaming 2022, anh em sẽ tập trung nhiều về khoản CPU, hoặc là những anh em nào thích những cái tính năng đi kèm DDR5, Max Switch thì đấy là những cái anh em nên khảo. Còn với laptop gaming 2022 thì hiệu năng gaming từ 3050 Ti, 3050 đổ về thì sẽ không có nhiều sự cải thiện. Và thậm chí kể cả 3060, 3070 thì cái lượng điện nó chỉ tăng khoảng 10W, 5W. Căng lắm thì nó căng như kiểu là con TUF A15 bản 3060 thì nó tăng từ 95W, 90W lên hẳn 130W. Thì đấy, nó có sự nhảy bậc rõ ràng. Thì các bạn hãy nên cân nhắc. Còn nếu không thì mình thấy là cũng không nên cân nhắc làm gì. Đấy, vậy thì tổng kết lại. Bây giờ thị trường hiện tại mức giá của những chiếc laptop gaming nó đã dễ tiếp cận hơn ở phân khúc dưới. Những anh em nào muốn mua bản 2022, những laptop gaming 2022 thì hiện tại rẻ nhất thì có Acer Neo 5 rồi, Tiger, nhưng mà nó sẽ dùng RAM DDR4, nó vẫn chưa có Max Switch, nó sẽ chỉ cải thiện về mặt ngoại hình, chất lượng hoàn thiện rồi nó sẽ tăng thêm một chút về TDP cho cả đồ họa thôi. Còn thực sự mà nói thì năm 2022 hiện tại những sản phẩm ở phân khúc giá rẻ ở Việt Nam mình là chưa có nhiều, và đây cũng là một trong những cái điểm mà anh em cần quan tâm. Các hãng hiện tại đang xả hàng với mức giá cực kỳ là khủng khiếp. Và những sản phẩm của năm 2021 thì cá nhân mình cho rằng là nó vẫn có cái giá trị sử dụng bét nhè chè lỗ đen trong khoảng 3, 4 đến 5 năm nữa. Còn 2022, ví dụ như kiểu Intel nhiều nhân nhiều luồng, Ryzen, iGPU mạnh thì đúng là nó mạnh hơn thật. Nó mạnh hơn, có sự rõ rệt và có sự phân tách với mức giá. Nhưng mà để bảo là dùng có hết không thì nó cũng phải tùy nhu cầu từng người. Nhưng nói chung là với chơi game thì anh em nên nghiêng về 2021 nhiều hơn. Mức giá lẫn hiệu năng hiện tại đang rất là ok và hợp lý hơn. Ok, đó là tất cả gì trong video ngày hôm nay. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe cho channel của Laptop Z. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.